Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello and welcome everyone to YouTube channel Kiok Song O Day. Đây là thành phố Edmonton ở Canada. This is Edmonton, Canada. Đây là trung tâm mua sắm Londonderry Mall. This is Londonderry Mall. Hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 2024. Hội chợ Tết Nguyên Đán. Lunar New Year celebrations. Từ 12 đến 4 giờ chiều. From 12 to p.m. Có rất nhiều trò chơi ở đây. Lots of fun activities. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh này. Cảm ơn. Please subscribe to support this channel. Thank you. Rất có nhiều con lân múa, mời quý vị chờ xem. Lots of dragons dance, please stay tuned. Đây chỉ một con lân đang múa, còn nhiều con đang chuẩn bị lên. One lion dance right now. There are more lions are coming up.
Con lân đang phun kẹo cho trẻ em. The lion is throwing candies for the children. Con lân đôi kẹo chúng tôi bạn nè. The lion threw candies at me. Vui quá bạn ơi. So happy. Nhiều con lân đang chờ lên múa đây nè. More lions are waiting here and ready to come up. Con lân màu vàng đang lên múa. The yellow lion is coming to dance. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh này. Cảm ơn. Please subscribe to support this channel. Thank you. Thank you.
quý vị nào chưa xem phần 1 thì hãy xem nhé vì nó có màn nhảy rất thú vị. If you haven't seen part 1, please watch it because it has very interesting dancing. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Wishing everyone a happy and prosperous new year. Cảm ơn quý vị đã xem. Thank you for watching.